Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học, kính thưa toàn thể hội nghị. Hôm nay, công ty bóng đèn Phích Đức Rạng Đông tổ chức hội thảo về chuyển đổi số doanh nghiệp, con đường phát triển của Rạng Đông vào thời điểm rất có ý nghĩa khi đội ngũ công nhân, người lao động đang phấn khởi, tích cực thi đua, lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động và 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hội thảo cũng là một điểm nhấn đánh dấu quá trình bền bỉ, nỗ lực, ý chí quyết tâm, khát vọng vươn lên không ngừng đổi mới sáng tạo để xây dựng và phát triển thương hiệu Rạng Đông trong 60 năm qua. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí tham dự nghị những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Rạng Đông với diện mạo mới, năng động, sáng tạo, hiện đại, lấy phụng sự khách hàng là mục tiêu, động lực cho sự phát triển, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa để trở thành công ty công nghệ cao, thông minh và make in Việt Nam, dẫn đầu thị trường chiếu sáng tại Việt Nam và tiên phong trong lĩnh vực cung cấp hệ sinh thái Net 4.0. Kính thưa các đồng chí và các quý vị đại biểu, như chúng ta đã biết, trong thế kỷ 21, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có công nghệ số đang diễn ra sôi nổi, đã tạo ra những cái thay đổi chưa từng có trong cái hoạt động quản lý nhà nước cũng như trong quản lý xã hội và đặc biệt là trong phát triển kinh tế. Bộ Chính trị đã sớm ban hành Nghị quyết số 52 ngày 27 tháng 9 năm 2019 về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã xác định một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của cái giai đoạn 2021 và 2025 là đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, huy động và phân bổ sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Thành ủy Hà Nội cũng đã ban hành 10 chương trình công tác lớn của toàn khóa, trong đó có chương trình số 02 về đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế thủ đô nhanh và bền vững. Và chương trình số 07 của Thành ủy về đẩy mạnh phát triển khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ 3 đã xác định một trong 3 khâu đột phá của giai đoạn 2021 và 2025 là đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4, từng bước chuyển đổi phát triển doanh nghiệp số. Tiếp thu tinh thần các nghị quyết của Đảng, ngay từ năm 2011, công ty bóng đèn Phích Đức Rạng Đông đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chiếu sáng với nhiệm vụ nghiên cứu và đưa những cái thành tựu mới nhất của khoa học vật lý, vật liệu, sinh học và năng lượng tái tạo vào sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến của Rạng Đông. Đến giữa năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ công ty đã quyết định thành lập Ban soạn thảo chiến lược chuyển đổi số và được Đại hội lần thứ 25 của Đảng bộ công ty thông qua chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030. Đây là bước đi rõ nhất của Rạng Đông. Tháng 11-2020, công ty tiếp tục thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Kỹ thuật số cùng với Trung tâm Sáng tạo Ý tưởng mới và Quỹ Đầu tư Mạo hiểm để làm bệ đỡ cho các ý tưởng sáng tạo của toàn công ty. Việc thành lập các trung tâm nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo đã khẳng định bước phát triển mới, bắt kịp được các xu hướng phát triển trong thời đại công nghệ 4.0. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá cao trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng ủy và Ban lãnh đạo công ty đã đoàn kết, thống nhất, luôn cầu thị, quyết tâm, quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện chuyển đổi số
với lộ trình bài bản, khoa học và chắc chắn, đến nay thì đã được Bộ Công Thương ghi nhận đạt mức 2/5. Với quy trình triển khai tổ chức thực hiện bài bản đạt kết quả rất đáng khích lệ, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tin tưởng thông qua chuyển đổi số, công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông sẽ mang lại những cái giá trị mới đối với khách hàng khi sử dụng sản phẩm Rạng Đông và từng bước tối ưu hóa quy trình sản xuất, kinh doanh, tạo nền tảng chuyển đổi phát triển kinh doanh có hiệu quả, bền vững trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay. Đồng thời, từ kết quả của diễn đàn này sẽ giúp các doanh nghiệp trong khối có thêm những cái thông tin và có thêm những cái bài học kinh nghiệm quý báu để vận dụng đối với đơn vị mình khi triển khai thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp mình. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy khối xin trân trọng cảm ơn các trường đại học và Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông đã phối hợp có hiệu quả để từng bước thực hiện chuyển đổi số các doanh nghiệp trong khối. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới tiếp tục nhìn thấy sự phát triển và hợp tác có hiệu quả hơn nữa của các quý vị đối với các doanh nghiệp trong khối trong quá trình ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là ứng dụng công nghệ số để thực hiện thành công chuyển đổi số doanh nghiệp trong khối. Qua đó góp phần xây dựng và phát triển bền vững cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí tham dự hội nghị.